Chào mừng quý vị và các bạn đến với video của điện máy Cường Linh. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2022. Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cái máy trộn cám, máy trộn thức ăn chăn nuôi, trục đứng 100 kg, cũng như là cập nhật cái phần giá bán của máy để bà con nào đang có nhu cầu mua về để sử dụng chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi thủy sản thì chúng ta có thể mua về để chúng ta sử dụng. Thì đây trước mắt quý vị và các bạn, đây là mẫu máy 100 kg. Đấy, tương đương với 4 bao, một bao 25 kg. Đấy thì là 100 kg. Thì ngoài cái máy 100 này thì chúng tôi còn có máy 50 kg này, 75 hoặc là 150. Đấy, máy lớn hơn 150. Thì đây là cái mẫu 100 kg này. Đấy thì còn các mẫu khác như 50, 75 và 150 thì bà con có thể xem lại ở kênh Máy Nông nghiệp Cường Linh. Đấy, chúng tôi đã có những cái video giới thiệu cụ thể chi tiết từng máy cũng như là cập nhật cái phần giá bán để bà con có thể nắm. Thì đây về cái cấu tạo của máy thì về bốn cái loại đấy thì đều giống nhau. Đấy. Máy trục là trục đứng trực tiếp. Đấy, trục đứng như này thì nó sẽ có một cái rãnh sẵn ở dưới, những kiểu một cái mũi khoan ở đây. Đấy thì nó sẽ khoát cái cám lên. Đấy, và máy thì hoàn toàn thiết kế bằng inox hoàn toàn như này. Inox của máy là inox trên lồng này lại hoàn toàn bằng inox 304 này. Đấy, trên thành máy là inox 304. Bà con mua về chúng ta có thể sử dụng nam châm để chúng ta kiểm tra. Nếu mà nam châm mà hút là nó không phải là inox chuẩn. Còn nếu mà inox 304 thì nam châm nó sẽ không hút. Đấy. Còn dưới này là inox sử dụng inox 201. Đấy, inox 201. Cái cắp thanh này thì sử dụng inox 201. Đấy. Đây, dưới chân thì nó sẽ có các cái cao su ở đây. Đấy, ở bốn góc thì bốn bên thì nó sẽ có các chân cao su để đảm bảo là máy không bị trầy trượt cái nền của chúng ta trong quá trình vận chuyển cũng như trong lúc ra sử dụng. Thì vì inox nó sẽ có độ sắc cho nên là có cái phần cao su bên dưới chân thì nó sẽ đảm bảo máy nó êm, nó đỡ xoay xước. Ở đằng sau của máy thì nó sẽ có thiết kế thêm hai bánh xe như này. Đấy thì để thuận tiện cho việc di chuyển thì sau khi trộn xong hoặc là mang ra mang vào thì bà con có thể nghiêng cái máy ra đằng sau như này. Đấy, nghiêng máy ra một góc khoảng 30-35 độ thôi thì cái bánh của nó sẽ tiếp xúc với mặt đất và chúng ta có thể đẩy đi rất là dễ dàng, rất là tiện lợi. Ở đây là cái bệ để chúng ta bắt motor ở đây. Đấy, bắt bệ, bắt motor thì được làm những cái thanh, cái này là bằng thép thôi, rất là to ở đây, rất là dày này. Cái này bằng thép, nhưng mà thép này là thép không rỉ. Đấy, cái này là thép không rỉ, hạn chế rỉ. Đây, hàn những cái mối rất là đẹp ở đây, các bạn có thể nhìn thấy. Thì cái này thì nó sẽ không rỉ và motor dây đồng thì được bắt gọn gàng ở đây. Chúng tôi đang tiến hành sử dụng motor của Trần Hưng Đạo, motor dây đồng. Máy truyền động bằng hệ thống bánh xích, bánh răng và dây xích như này. Đấy, một cái clip nhỏ ở phía bên phần motor và một cái bánh răng lớn ở phía bên phần trục. Thì cái này thì nó sẽ giúp giảm cái vòng tua của cái máy. Đấy thì máy trộn thì nó sẽ có vòng tua khoảng 400 đến 500 vòng một phút thôi. Thì với cái về kích thước của hai vòng bi này thì để nó đạt được cái vòng quay nó mà mình yêu cầu. Đấy, còn motor là motor dây đồng được đặt ở dưới này. Khung máy ở đây thì các thứ cũng hoàn toàn bằng inox hết ở đây, rất là chắc chắn. Đấy, đây là trước cửa rác cám này. Đây, trước cửa rác cám thì kích thước cái miệng rác cám này nó rộng khoảng 20, cao khoảng 20 và nó có thiết kế thêm hai cái đai móc ở hai bên hông này để bà con nào có chúng ta đổ vào bao, vào bì trực tiếp chúng ta sẽ móc vào đây. Đấy, dây điện sẵn cho bà con như này, phải cắm dây điện sẵn này. Và có một cái automat ở đây, tắt mở ở đây, đấy, đóng mở ở đây. Ở cước này thì nó sẽ có một cái tấm chắn, chắn cám ở đây. Thì trường hợp bà con đi trộn cám, chúng ta sẽ đóng cái tấm này vào. Đấy, chúng ta trộn, sau khi trộn xong thì chúng ta sẽ cất cái tấm này vào. Đấy thì cái cám sẽ chảy ra qua đây. Thì bà con chỉ cần hứng sâu, hứng chậu hoặc là hứng túi từ bên ngoài này là chúng ta thu được cái thành phẩm. Đây là bên trong cái thùng của máy này. Thùng của máy thì cũng hoàn toàn bằng inox, xung quanh được bắt bốn con ốc ở đây để cố định cái thùng vào cái thành. Đấy, và được làm bằng inox và được mài hàn rất là kỹ ở đây. Nên bà con có thể nhìn thấy những cái mũi hàn này. Đấy, cứ cách khoảng 2 phân thì sẽ sử dụng máy chấm một điểm ở đây, rất là chắc chắn ở đây. Và cũng rất là thẩm mỹ. Đây. Mài hết không có ba via, không có cái phần rìa ra. Đấy, giúp cho bà con không bị đứt tay, đứt chân hoặc là quần áo đấy vào thì không bị rách trong quá trình chúng ta sử dụng cái máy này. Đấy, rất là yên tâm. Đây là cái trục giữa của máy. Trục giữa của máy thì cũng được hoàn toàn bằng inox như này. Đấy, và nó sẽ có một cái ốc vặn ở giữa trục này thì bà con cân chỉnh, thì bà con sẽ mở cái tấm này ra, chúng ta cân chỉnh một ốc ở giữa. Trục này thì inox rãnh xoắn, nó có
một vòng, này, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Đây, inox này nó có bốn vòng và cũng hoàn toàn là inox ở đây. Đấy, được dợp lên cho nó cứng hơn. Đấy, tăng cái độ cứng của cái rãnh trục này. Thì kích thước tổng thể của máy thì máy nó sẽ có chiều cao 115 cm. Đấy, máy sẽ có chiều cao 115 phân, chiều rộng ở trên này là 75-75. Đấy, chúng ta sẽ có chiều rộng 75, đường kính là 75 đấy. Đấy, trục ở giữa này thì đang là khoảng 70. Đấy, trục ở giữa này thì khoảng 70. Và cân nặng của máy thì gần khoảng 50 cân, khoảng 50 kg. Máy như này. Đấy, đây là hai máy 100 hết. Thì với cái máy này thì bà con có thể trộn được nguyên liệu này, làm thức ăn cho gà, cho vịt, cho lợn. Đấy, hoặc thức ăn thủy hải sản, cho tôm, cho cá. Đây, những cái ao cá ở đây thì bà con đều sử dụng cái máy này rất là vô tư. Đấy, thì bà con trộn nguyên liệu cám, rồi sau đấy chúng ta pha, có thể đổ thêm những cái chế phẩm sinh học, những cái vitamin, đấy, những khoáng chất vào thức ăn cho vật nuôi. Đấy, thì bà con sẽ đổ vào đây. Đấy, thì với cái máy này thì nó sẽ đảm bảo với bà con là sử dụng được lâu dài mà không lo bị rỉ sét, cũng như là đảm bảo cái an toàn cái dinh dưỡng cho cái nguyên liệu, cho cái cám của chúng ta. Đấy, không bị rỉ, không bị sét, rất là an toàn. Đấy, thì với cái máy 100kg này và 4 bao này thì hiện tại bên chúng tôi đang bán với giá là 8.300.000, và giá đấy là bao gồm cả tiền ship về tận nhà cho bà con. Đấy, một cái máy này khá là cồng kềnh. Đấy, gửi vào miền Nam chúng ta có thể mất đến 500-600.000 tiền ship, có thể là hơn. Đấy, và giá là 8.300.000 và bao phí vận chuyển, có nghĩa là giá này đã bao gồm tiền cước về tận nhà cho chúng ta. Cái máy thì đảm bảo inox hoàn toàn 100% như này. Đấy, về bà con có thể kiểm tra được ngay tại nhà của chúng ta luôn. Đấy, thì bà con nào có nhu cầu mua máy 100 này, hoặc là 50-75, hoặc là nhiều to hơn thì có thể là 150kg, thì có thể liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922252666, hoặc là 0866628266. Đấy, bà con có thể gọi số hotline công ty hai cái số đấy để bà con được tư vấn, cũng như là hướng dẫn giới thiệu và các cách thức vận chuyển của cái máy này. Đấy, cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý bà con.